Một đêm kem chống nắng, vừa giúp lông tông, vừa giúp người mụn. Liệu có thần thánh quả không? Đây là một chiếc kem chống nắng vật lý nâng tông đến từ nhà Cariofi và sử dụng cho làn da mụn. Khi sử dụng, mình cảm thấy làn da của mình được nâng tông lên một cách rõ rệt và thẩm thấu khá là nhanh trên da. Ưu điểm của em này đấy là dạng sữa lỏng màu hồng, rất là dễ tán. Khi thoa thì sẽ không gây nên tình trạng vón cục hay là có vệt kem, lớp finish khá là đẹp, da lên tông trắng hồng tự nhiên, dưỡng ẩm tốt, không cồn, không hương liệu, không chất bảo quản. Có thể thay thế cho kem lót bằng thành phần thiên nhiên như rau sam, rau má, nho kết hợp với boba phức hợp dưỡng ẩm giúp giảm kích ứng và ngừa mụn cho da. Test thử cùng với nước, kem không bị lem trôi nên khi đi tắm biển hay đổ mồ hôi không thành vấn đề nhé. Nhược điểm của em này là gì? Kết cấu dạng kem lỏng nên khi bảo quản theo chiều truyền thống, úp nắp ngược xuống thì sẽ dẫn tới tình trạng là bị tràn kem. Hãy bảo quản bằng cách dựng đứng theo chiều ngược lại nhé. Mùi của kem chống nắng Cariofi thì khá nồng, tương tự như mùi của tràng trà. Em này kết cấu dạng lỏng nên khi sử dụng khá là hao. Theo mình thì em này sẽ phù hợp với những bạn từ da khô đến da hỗn hợp trên dầu. Còn những bạn nào mà da quá nhiều dầu thì nên cân nhắc nhé. Mình có tìm hiểu sau khi sử dụng kem chống nắng, một số các bạn gặp phải một số ít trường hợp như khi sử dụng lại thấy da lên mụn. Một số bạn không sử dụng kem chống nắng thì không sao, nhưng hễ sử dụng thì da lại lên mụn. Nguyên nhân đầu tiên có thể là do da của bạn quá nhạy cảm hoặc là da của bạn không phù hợp với một thành phần nào của kem chống nắng. Nguyên nhân thứ hai là do khâu làm sạch da chưa thực sự đảm bảo. Ở bước làm sạch da, mọi người hãy kết hợp sử dụng tẩy trang và sữa rửa mặt nhé. Nguyên nhân thứ ba là do các bạn bôi một lớp kem chống nắng quá dày. Một vấn đề nữa đấy là sản phẩm kem chống nắng sẽ bị xuống tông vào cuối ngày. Bất kỳ kem chống nắng nào cũng sẽ xuống tông vào cuối ngày, đấy là trường hợp không thể tránh khỏi mọi người nhé. Giá của em này rơi vào khoảng 300.000 đồng cho một chiếc 50ml, mình thấy mức giá này khá là hợp lý. iLiving là đại lý phân phối chính hãng của Cariofi tại Việt Nam, link mua sản phẩm mình sẽ để dưới phần bình luận nhé.